Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 12m, thiết kế 1 trệt 2 lầu. Với giá bán rất là mềm, 4 tỷ 950 triệu đồng còn bớt, tặng kèm full nội thất bên trong. Nhà thì có 4 phòng ngủ và có 3 phòng ngủ là full nội thất và một phòng thì gia chủ thiết kế để làm phòng thờ nha quý vị. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà nằm trong một khu phố an ninh sạch sẽ, hẻm xe hơi thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý chị đang cùng Hùng tham quan mặt tiền mặt chính căn nhà. Và đây là con đường trước nhà này quý vị. Con đường trước nhà là một con đường 5m đường nhựa, xe hơi vào tới nhà, đường thông nha quý vị. Đường thông rộng rãi, xe hơi xe tải ra vào thoải mái. Cách mặt tiền đường chính đường Phạm Văn Chiêu khoảng chừng 100m. Căn nhà này thì tặng kèm full nội thất bên trong với giá bán vô cùng hữu nghị, 4 tỷ 950 triệu đồng còn bớt cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Bên ngoài có lớp cổng sắt và một khoảng sân 2m đậu xe máy này. Bên trong là lớp cửa sắt màu trắng. Phía trong đây là không gian phòng khách với bộ sofa tặng kèm. Phía dưới thì ốp gạch 60, 20 tường ốp gạch lên cao 2m. Phía trên là trần thạch cao, đèn chiếu sáng và quạt gió. Không gian phòng khách thiết kế rất là đẹp. Đây là không gian phòng khách ở căn nhà nha quý vị. Nhà tặng kèm full nội thất bên trong, quý anh chị mua chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi. Với giá bán rất mềm mại cho một căn nhà ngang 4, độ dài 12, giá bán chỉ có 4 tỷ 950 triệu đồng còn bớt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Nhà mới sổ hồng riêng, pháp lý giấy tờ rõ ràng. Phía dưới cầu thang thì có tủ để đồ và có chậu bông, cũng như là cầu thang thì có tay vịn của căm xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Phía bên sau là không gian phòng bếp với bộ bàn ăn 6 ghế tặng kèm. Trên tường có những bức tranh và có đèn chiếu sáng, phòng bếp rất là cao. Khu vực bếp thì có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường. Có mặt đá bếp màu đen, bồn rửa chén bát, khu vực đặt bếp và khu vực bồn rửa chén bát này. Chỗ này thì quý anh chị có khu vực để tủ lạnh này. Và bàn ăn thì được đặt ở đây. Đây là không gian phòng bếp của căn nhà. Ngang 4, độ dài 12, sổ hồng riêng, công nhận đủ. Pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Phía dưới cầu thang thì có vệ sinh dưới tầng trệt để sử dụng dưới không gian phòng khách, phòng bếp. Đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài cho mọi người xem này. Lên trên lầu chúng ta sẽ đến với không gian các phòng ngủ nha. Nhà thì thiết kế 4 phòng và có 3 phòng full nội thất. Một phòng là để trống để quý anh chị có thể làm phòng thờ, hoặc là nếu làm phòng ngủ thì quý anh chị bỏ thêm nội thất vào là được nha quý vị. Nhà thì có 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Tất cả phòng ngủ đều tặng kèm nội thất bên trong với giường ngủ, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi và máy lạnh tặng kèm. Đây là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ phía sau. Tất cả phòng ngủ đều gia chủ được tặng kèm máy lạnh nha. Và giường ngủ, cửa phòng ngủ sử dụng cửa nhôm. Hai phòng ngủ thì sử dụng chung một phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi và vòi tắm hoa sen, có cả máy nóng lạnh. Phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ này thì có máy lạnh và phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công. Phòng này thì không có nội thất nha quý vị. Đây là phòng ngủ số 2. Lên trên lầu chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Quý anh chị đang xem video trực tiếp căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 12m, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần chợ Thạch Đà. Với giá bán gia chủ đang chào bán là 4 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng thêm cho quý anh chị thiện chí mua. Quý anh chị những vị khách hàng quan tâm đến căn này thì có thể gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Căn nhà thiết kế 1 trệt 3 lầu, tặng kèm nội thất bên trong với giá bán vô cùng hữu nghị và hấp dẫn. Hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Nhà đất Huy Hùng còn rất là nhiều sản phẩm nhà đẹp đang chờ đón quý anh chị chúng ta đi tham quan và chọn lựa trên hệ thống kênh YouTube nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12, cũng như website nhà đất Huy Hùng.com. Quý anh chị xem thêm nhiều nhà đẹp thì có thể truy cập vào một trong ba kênh bán nhà của bên em để chọn lựa những căn nhà hợp lý nhá. Đây là không gian phòng ngủ số 4. Thì phía ngoài đây thì có ban công này và cửa ra ban công, và ban công thì có trồng cây xanh.
Như vậy là quý anh chị vừa xem xong căn nhà hướng đông hẻm xe hơi với giá bán mềm 4 tỷ 950 triệu đồng, còn bớt thêm. Hãy gọi cho Hùng để có giá tốt khi mua và hỗ trợ vay ngân hàng. Nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.